Nguyên nhân mà gây ra tình trạng sạm nám tàn nhang. Đối với sạm nám và tàn nhang cũng là những cái dấu hiệu của sự lão hóa ở trên da. Chúng ta có hai cái nhóm nguyên nhân chính. Đầu tiên đó là cái nhóm về ngoại sinh, phải kể đến đó là ánh nắng mặt trời. Số lượng giờ tích lũy ánh nắng mặt trời đủ lớn thì sẽ gây ra cái tình trạng sạm da cũng như là nám da. Thì cái việc mà chúng ta chống nắng rất là quan trọng để ngăn ngừa cái quá trình hình thành sắc tố ở trên da. Thứ hai nữa đó là các cái loại thuốc mà có thể gây ra tình trạng sạm da, thì phải kể đến thuốc tránh thai mà một số chị em phụ nữ trên một số cơ địa thì có thể gặp tình trạng này, hay là một số cái loại thuốc khác cũng có thể là gây ra cái tình trạng sạm da cũng như là nám da. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm nội sinh, tức là nám nội sinh. Đó là do cái yếu tố về nội tiết tố ở trong cơ thể, rồi cái quá trình mà chị em phụ nữ mang thai thì cũng có thể gây ra tình trạng tăng cái nguy cơ mà gây ra sắc tố ở trên da, cái tình trạng bị nám da. Và thứ ba nữa đó là chúng ta sẽ có thể là thức khuya quá cũng làm cho cái quá trình mà nội tiết tố thay đổi và cũng làm cho cơ thể chúng ta dễ bị sạm nám hơn. Thì cái việc đi ngủ sớm cũng rất là quan trọng cho việc bảo vệ da. Và một cái yếu tố nữa đó chính là cái yếu tố về di truyền, sẽ có di truyền từ cha từ mẹ làm cho chúng ta dễ bị cái tình trạng sắc tố trên da. Và cụ thể thì thường gặp cái tình trạng đó là di truyền về tàn nhang. Tùy theo những cái nguyên nhân khác nhau mà chúng ta sẽ có cái phương pháp điều trị sạm nám cũng như tàn nhang khác nhau. Nếu các bạn đang quan tâm tới cái việc điều trị sắc tố trên da thì đừng ngần ngại, hãy comment ở phía bên dưới để được các bác sĩ của BB Thanh Mai trực tiếp tư vấn và hướng dẫn phương pháp điều trị hiệu quả nhất về sạm nám và tàn nhang.